Thì vượng long, vượng hướng, tài lộc dồi dào, có nhiều cái biến động tích cực. Đặc biệt là những gia đình làm công việc kinh doanh hoặc có công ty làm với các ngành sản xuất hoặc là làm các cái cầu ngành liên quan đến du lịch, liên quan đến dịch vụ, nhà hàng, khách sạn thì nó sẽ là một năm mà nó có sự hồi sinh mạnh mẽ. Năm 2023 là năm cuối cùng của vận 8. Năm nay thì tại các phương được cộng hưởng về lực vì con người thì theo cái phép của đất, đất thì theo phép trời. Cho nên là sự vận hành và di chuyển của các thiên tinh kim mộc thủy hỏa thổ tinh nhật nguyệt thì nó tạo ra thành cái vận khí, đúng không ạ? Khi mà tạo thành cái vận khí như thế này á thì những cái phương hướng có những phương rất hung và có những phương nó trở nên là rất là cát. Đó. Cho nên thành ra là cuối năm Quý Mão là năm mà có thiên can quý thủy và địa chi mã mộc, thủy mộc là tương sinh, nạp âm năm là kim bạc kim. Nếu chúng ta đánh tính vào vòng tròn thì chúng ta sẽ thấy là kim sinh thủy sinh mộc. Đó, là cái vòng tương sinh loan hoàn. Cho nên là những cái căn nhà mà có hướng bắc, những căn nhà mà có hướng là hướng nam, những căn nhà có hướng là hướng đông bắc thì vượng long, vượng hướng, tài lộc dồi dào, có nhiều cái biến động tích cực. Đặc biệt là những gia đình làm công việc kinh doanh hoặc có công ty làm với các ngành sản xuất hoặc là làm các cái cầu ngành liên quan đến du lịch, liên quan đến dịch vụ, nhà hàng, khách sạn thì nó sẽ là một năm mà nó có sự hồi sinh mạnh mẽ. Hồi sinh mạnh mẽ tức là tôi đang chia sẻ giữa cái hồi sinh mạnh mẽ của cái vận khí của năm 2022 này với cả năm 2023, và đến cuối năm 2023 thì nó sẽ chạm được vào cái ngưỡng của giai đoạn của năm 2019, tức là cái thời điểm ở trước khi đại dịch xảy ra, và điều đấy đã là một cái điều hết sức là tuyệt vời và là kỳ diệu rồi, kỳ diệu rồi, đúng không ạ? Năm nay là năm âm kim, là vàng dưới đất, cho nên thành ra là vàng thì bị chôn vùi dưới đất, âm kim mà vàng chôn dưới đất, cho nên trắng đen lẫn lộn. Cho nên các anh chị làm trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, tài chính năm nay là cần phải hết sức lưu ý cho các vấn đề liên quan đến mua bán, liên quan đến đầu tư, liên quan đến đầu cơ và về cái lĩnh vực này. Những cái ngôi nhà mà có hướng là hướng bắc năm nay thì lưu ý rằng là nếu như đứng từ trong nhà nhìn ra mà bên tay trái mà nó có ngã ba, có nhà cao, có bể nước hoặc là có những cái gì vật động hoặc chạm bốt điện, cái vì nó phát ra những cái sóng động từ nó không được tốt thì cần phải lưu ý cái chuyện thị vi, cái quan lộ không ổn định, đào hoa quấy nhiễu và nhân đinh hao tổn. Những ngôi nhà mà có hướng nam thì lưu ý là từ trong nhà nhìn ra mà bên tay trái mà có nhà cao, bể nước, ngã ba hoặc ao hồ thì lưu ý là hao tán tiền của, cẩn thận bị mất mất cái tiền bạc, không đứng tên hộ, không vay hộ, không cho mượn hộ tiền bạc, không thế chấp đứng hộ mượn tiền bạc. Các vấn đề liên quan đến công quyền, liên quan đến công an, liên quan đến luật pháp là phải hết sức lưu ý. Những ngôi nhà hướng đông bắc cần chú ý tại vị trí phương đông của nhà có cái nhà cao, bể nước hoặc là có ngã ba thì cần phải lưu ý là năm nay là lưu ý đặc biệt cái chuyện thị phi, lưu ý cái chuyện bệnh tật, bệnh phù, đặc biệt là những cái người lớn tuổi ở trong nhà. Ngoài ra thì tránh cái việc mê tín cúng bái để mà hao tổn và ảnh hưởng đến cái tài lộc và ảnh hưởng đến cái nhân đinh trong nhà. Trang năm thì chúng ta có ba cái hướng nhà rất là cát, đó là những căn nhà có hướng nam, đúng không ạ? Thì với các bộ sao là bát bạch, thái âm, thiên hỷ, câu giảo và quan tố đao đến, cho nên ở hướng này là tài lộc rất là tốt, nhân đinh rất là tốt, hỷ sự lâm môn. Những căn nhà hướng bắc có sao cửu tử, thiên đức, thiên phúc, lộc tồn, đào hoa và hồng loan đáo vào, thì hai cái nhà hướng bắc và hướng nam trong sang năm là hỷ sự lâm môn. Cái chuyện mà thêm người thêm của, những người chuyện mà thêm đinh là có dâu mới, có dâu hiền cháu thảo rồi, đó là một cái việc mà rất là tốt và nó cởi mở và nó là những cái sự kiện đáng mừng cho những căn nhà này vào sang năm. Đối với nhà hướng nam thì để mà tăng cường thêm cái cát khí để mà hỷ sự lâm môn thì chúng ta có thể sử dụng cái thảm có màu đỏ, vì bản thân là bản cung là khí, nguyên khí của bản cung là bát bạch mà lại đáo vào hỏa cung là hỏa thổ tương sinh, chúng ta cần tăng cường thêm cái khí cho cái sao bát bạch này bằng cách là sử dụng cái thảm màu đỏ. Tôi đang nói đến cái thảm chùi chân, tức là trước vào nhà chúng ta có thảm welcome thì chúng ta làm cái thảm chùi chân đó, chúng ta làm thành cái màu, chúng ta sử dụng cái màu đỏ, vừa có tác dụng điều hòa ngũ hành, vừa có tác dụng bổ trợ cho cái ngũ hành của căn nhà và làm cho căn nhà trở nên sinh vượng. Đối với cả những căn nhà hướng bắc thì lúc này thì là có cái sao cửu tử đáo vào là thủy hỏa tương khắc, thì để tăng cường khí và chuyển khí của vị trí phương bắc hành thủy
để nâng cấp và cũng như là để bổ trợ và hỗ điều hòa lại cho cái nhà hướng Bắc, thì chúng ta sử dụng cái thảm màu xanh lá cây. Thì cái thảm màu xanh lá cây thì đó là cái cách thức mà chúng ta kích hoạt và tăng cường khí. Lúc này thì thủy sinh mộc sinh hỏa, nó tăng cường khí của sao Tiến vận, thì nó sẽ tăng cường thêm cái tài lộc, tăng cường thêm cái phú quý và sức khỏe cho cái căn nhà của anh chị. Tiếp theo là chúng ta nói đến hai cái căn nhà là căn nhà hướng Đông và căn nhà hướng Tây. Căn nhà hướng Đông năm nay thì nó là một năm rất là xấu vì tọa tam sát hướng Thái Tuế. Cho nên là các cái sao đáo trước cửa gồm có nhị hắc bệnh phù, Thái Tuế thị phi, tướng tinh, thiên khốc, phúc tinh và kiếm phong đáo vào. Cho nên là năm nay những căn nhà hướng Đông, cái chuyện thị phi là rất là khó có thể tránh khỏi. Và nó là một cái hướng mà nó sẽ có nhiều cái câu chuyện liên quan đến không có tốt trong cái năm 2023 và chúng ta cần phải lưu ý. Thì đối với nhà hướng Tây thì chúng ta có cái sao lục bạch tai sát, tuế phá và đại hao cũng như là phục bình đào đến. Thì những cái sao này nó chủ tai nạn, nó chủ hao tổn, nó chủ thị phi vì một cái hướng gọi là bị phạm vào thái tuế, một hướng phạm vào tuế phá và trước cửa lại có tam sát. Mà cái cửa ra vào nhà chúng ta lúc nào nó chả động, cho nên cái việc động này nó kích hoạt cái tam sát lên và nó làm cho là cái việc hung họa nó trở nên là hung họa hơn. Cho nên là đối với cả nhà hướng Đông trong năm 2023, anh chị nên sử dụng cái thảm chùi chân, cái miếng thảm nhỏ cỡ 60-80 thôi, không cần phải to lớn hoành tráng gì cả. Thì chúng ta thay hàng năm nó rất là dễ và đơn giản. Thì chúng ta sử dụng cái thảm màu ghi hoặc là cái thảm màu xám để mà chúng ta có thể treo hay là đặt ở trước nhà. Còn đối với cả những căn nhà hướng Tây thì chúng ta sử dụng cái thảm màu nâu ngũ hành thuộc thổ để mà chúng ta bổ trợ thêm cũng như là cái khí của lục bạch. Mặc dù là cái sao thất vận, nhưng bản thân lục bạch cũng là một cái cát tinh vũ khúc, cho nên thành ra nó chủ cho binh quyền, nó chủ cho cái chức vụ, nó chủ cho cái việc mà cái công việc hành thông, cho nên chúng ta vẫn có thể điều hòa bằng cách để hóa giải cho cái phần này.